ngày 10 tháng 6 thảo luận tại tổ về dự án luật căn cước công dân sửa đổi. Một số đại biểu Quốc hội tại tổ thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần cân nhắc việc đổi tên căn cước công dân thành thẻ căn cước. Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh góp ý cần giữ tên cũ là căn cước công dân, tránh ảnh hưởng đến người dân. Đại biểu Nguyễn Trần Phượng Trân nhìn nhận việc thay đổi này vừa tốn thời gian, vừa tốn kinh phí. Đại biểu Nguyễn Minh Đức cho rằng việc sửa đổi luật này nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia. Mặt khác, việc đổi tên thẻ căn cước còn mở rộng thêm đối tượng là người Việt Nam ở nước ngoài, còn căn cước công dân thì giới hạn là công dân có quốc tịch Việt Nam. Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết cho rằng việc sửa đổi luật căn cước công dân là để tạo cơ sở pháp lý trong việc quản lý về dân cư, an ninh trật tự tốt hơn trong tình hình mới. Dù vậy, mỗi lần sửa đổi luật rất mất thời gian, công sức và kinh phí. Do vậy, Bộ Công an và các ngành khác có liên quan thấy các trường thông tin của người dân đã đủ chưa nên cần rà soát lại cho kỹ hơn. Bên cạnh đó, việc bổ sung quy định về quản lý cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi cũng được các đại biểu Quốc hội quan tâm. Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết đồng tình quy định này vì giúp người dưới 14 tuổi thuận tiện hơn trong các giao dịch dân sự và giải quyết vấn đề vướng mắc trong việc cấp mã số định danh. Đại biểu Nguyễn Minh Đức cho biết thêm, hiện nay chúng ta đang thực hiện chuyển đổi số và tích hợp tất cả các trường thông tin của công dân vào căn cước công dân để qua đó đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quá trình người dân thực hiện các giao dịch dân sự. Điều này sẽ giải quyết được câu chuyện người dưới 14 tuổi đi lại bằng phương tiện máy bay, không cần phải mang theo giấy chứng sinh hoặc kèm theo giấy tờ xác nhận khác nếu không đi cùng cha mẹ. Mặt khác, quy định hiện nay, người dưới 14 tuổi cũng được phép có những quan hệ giao dịch dân sự nhất định về mặt tài sản. Như vậy, họ chỉ cần có căn cước là có thể thực hiện được các giao dịch dân sự này một cách thuận lợi. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị nghiên cứu việc ghi thêm quê mẹ trên căn cước. Đại biểu Nguyễn Minh Đức và Trần Hoàng Ngân cũng đồng tình và đề nghị cơ quan soạn thảo luật cần tính toán ghi đầy đủ hai trường thông tin này. Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân nhìn nhận, văn hóa con người rất chú trọng nơi họ được sinh ra, thể hiện nguồn gốc của một người sinh ra ở đâu. Vì vậy, thông tin nơi sinh rất quan trọng và nên có hai trường thông tin nơi sinh và nơi đăng ký thường trú trên thẻ căn cước. Khi công an cần thông tin về công dân thì trên cơ sở dữ liệu có ngay, chứ không cần phải khai thêm lý lịch tư pháp.